Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cập nhật nhanh về cuộc thi Miss Grand International 2021 trên kênh YouTube về Hoa hậu của World Beauties. Trước đêm thi trang phục dân tộc của cuộc thi Miss Grand International 2021 diễn ra vào ngày 30 tháng 11 năm 2021 tại Bangkok, Thái Lan, người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên và ekip đã chính thức công bố hình ảnh thành phẩm của bộ trang phục dân tộc mang tên Thiên Thần mà đại diện Việt Nam sẽ trình diễn. Bộ trang phục của nhà thiết kế Tiến Thái mang ý nghĩa ngợi ca những y bác sĩ áo trắng đã luôn nỗ lực trong trận chiến với Covid-19 với trang phục Thiên Thần. Đây là thiết kế hình tượng hóa những chiến binh xanh, là các y bác sĩ và tình nguyện viên trong trang phục bảo hộ chống Covid-19. Không chỉ riêng Việt Nam, mà Thiên Thần còn là lời biểu dương và tri ân sâu sắc nhất đến ngành y học thế giới trong trận chiến không chút ngơi nghỉ suốt hơn một năm vừa qua. Điểm nổi bật của thiết kế này chính là chiếc mấn tựa như ánh hào quang, đôi cánh dang rộng như thiên thần cứu thế cùng đôi găng tay boxing sẵn sàng knockdown đại dịch. Bên cạnh đó, phía sau bộ trang phục là đôi rắn mã vàng quấn quanh ống tiêm vaccine tạo thành biểu tượng của ngành y. Trước đó, Thùy Tiên cùng ekip đã công bố hai mẫu thiết kế trang phục dân tộc của nhà thiết kế Tiến Thái để khán giả cùng lựa chọn bộ trang phục thích hợp nhất. Bản vẽ còn lại mang tên Ngũ Hổ. Điểm nổi bật của mẫu thiết kế này chính là bên ngoài áp dụng hệ màu sắc bắt mắt, sặc sỡ truyền thống của dòng tranh nhân gian hàng trống. Được biết, theo dân gian và thuyết ngũ hành, hình tượng ông hoàng hổ, hổ vàng tượng trưng cho hành thổ, ý nghĩa khởi nguồn cho vạn vật. Chính vì vậy, đây được xem như là chi tiết chính, là điểm nhấn chính bên cạnh bốn ông hổ còn lại, được bố trí cân hòa cho tổng thể trang phục. Không chỉ vậy, bộ trang phục ngũ hổ còn thể hiện khát khao phát triển và bứt phá những giá trị cổ truyền dân tộc của riêng Tín Thái theo hướng hiện đại và mới mẻ hơn. Phần thi trang phục dân tộc tại cuộc thi Miss Grand International luôn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ vì sự hoành tráng và độc đáo của nó. Tại cuộc thi Miss Grand International 2020, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo để lại dấu ấn với thành tích top 6 trang phục dân tộc đẹp nhất với bộ trang phục mang tên Lá Ngọc Cành Vàng, cực kỳ kiêu sa và lộng lẫy, cũng là một thiết kế của Tín Thái. Nhà thiết kế trang phục dân tộc tài năng này cũng chính là tác giả của bộ trang phục lấy cảm hứng từ chùa cầu và đêm Hội An huyền diệu mà Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan đã trình diễn tại Miss Grand International 2019. Bạn cảm thấy như thế nào về bộ trang phục dân tộc của Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm nay? Hãy để lại ý kiến của bạn bằng cách bình luận phía bên dưới nhé! Rất mong các bạn sẽ like và đăng ký kênh để đón chờ những thông tin cập nhật về các cuộc thi sắc đẹp quốc tế đang diễn ra.